Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, mình Long Review. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi gì đáp nấy ở trên kênh FA Channel của mình. Nói chung là trước khi đến với mọi cái số hỏi đáp thì anh em đều có thể tham khảo những dòng điện thoại với mức giá tốt nhất tại cửa hàng Di Động Việt nhé. Hiện tại Di Động Việt đang có rất là nhiều sản phẩm với mức giá cực kỳ thơm cho anh em. Ví dụ như iPad Gen 9 mức giá chưa đến 7 củ khoai. Ví dụ như iPhone 14 Pro mức giá chỉ loanh quanh khoảng tầm 25 củ. iPhone 14 Pro Max ấy, thì mức giá chỉ hơn 27 củ một chút. Nói chung là không hiểu tại sao năm nay đồ Apple nó rẻ vãi chưởng anh em ạ. Anh em có thể thông tham khảo thông qua đường link ngay bên dưới nhé. Còn bây giờ thì đi vào nội dung chính trong video ngày hôm nay. Ok, bạn X Lâm Zonio thì có hỏi mình là: anh ơi, có con máy nào tầm dưới 3 triệu có cam ngon dùng để chụp ảnh và quay phim hiệu năng tốt không ạ? Với câu hỏi của bạn ấy, với câu hỏi của bạn là về 3 triệu mà yêu cầu cam và cũng như là quay phim ấy, thì cái này quá khó. Thật sự với những con máy mới trong tầm giá 3 củ khoai thì mình nói thẳng các bạn luôn là cam của nó quá tệ, cam của nó quá kém luôn. Nếu những bạn đã trải nghiệm những con máy tầm giá cao hơn thì cái cam của những con máy tầm giá 3 củ khoai, chi tiết của nó vừa kém này, bền này, và chụp ảnh lên ấy không ngon. Thế nên á, nếu như để có được cái option tốt nhất về cái khoản là cam này, quay video nhá, thì mình khuyên các bạn là nên lựa chọn flagship hàng qua sử dụng. Mình đề xuất cho bạn hai con là con Pixel 4, con này là best về chụp ảnh, và con thứ hai là con LG V50. Tại sao lại LG V50? Tại vì LG V50 quay ngon. Thật sự nói phải chia sẻ với các bạn luôn, LG V50 quay phim rất ngon. Và LG V50 quay phim tốt hơn so với Pixel rất là nhiều. Nhưng mà về khoản chụp ấy thì nó chỉ được khoảng tầm 8 phần so với Pixel thôi, vì thuật toán của nó làm kém và chụp đêm của nó không ngon bằng so với lại Pixel. Nếu bạn ưu tiên về khoản chụp và quay phim là phụ thì nên lấy cho mình con Pixel 4, vì chụp con đấy là trùng rồi. Thực sự rồi, các bạn phải đem ra những con điện thoại 5-7 triệu ra so thì may ra con Pixel 4 nó mới gọi là ngang ngửa. Chứ còn thua chưa chắc đã thua nha. Còn về khoản quay thì con này hơi kém vì khả năng thu âm của nó và chống rung của nó thì quá kém. Còn nếu như anh em muốn vừa chụp ổn một chút mà vừa quay phim lại ngon ấy, thì nên lựa chọn LG V50. LG V50 có khả năng chống rung quang học và quay phim rất tốt. Nói chung anh em ưu tiên về cái phần quay và chia đều cái phần chụp ảnh ấy, thì nên lựa chọn LG V50. Và con đấy, cả hai con thì đều có màn hình đẹp. Nếu mà muốn mượt mà thì nên lựa chọn Pixel, còn nếu mà muốn đẹp đẹp một chút thì nên lựa chọn LG V50. Và cấu hình của hai con thì đều same, có chip Snapdragon 855. Thì nói chung là chơi game thì vẫn ổn. Với Pixel 4 bây giờ mình thấy rằng trong tầm giá chơi game 3 củ qua chơi game vẫn tốt phết đấy. Đó, còn LG V50 thì quá rõ ràng rồi. Cái này anh em đã gọi là trải nghiệm, anh em đã test game các kiểu từ rất là lâu. Nói chung là hai con máy đấy là hai con máy mà mình thấy rằng là có cái phần cam chụp ảnh xuất sắc, quay phim xuất sắc nhất và hiệu năng tốt, màn hình đẹp và trong tầm giá bạn nên tham khảo. Và 3 triệu ấy thì chỉ mua được sản phẩm qua sử dụng với những cái tiêu chí như thế thôi, chứ còn máy mới không có đâu. Ok, Bad Floor thì có hỏi mình là: anh tổng hợp những lỗi vặt trên Poco M5 đi. Ok, lỗi vặt trên Poco M5 ấy là những cái lỗi liên quan đến phần mềm hoặc là một vài lỗi phần cứng thì mình trên chia sẻ. Trên Poco M5 thì nó sẽ gặp về cái vấn đề là lỗi thông báo này, lỗi đóng ứng dụng đột ngột này, cái này có thể có nha. Tại vì Xiaomi như kiểu Poco M5 thì lâu lâu vẫn gặp tình trạng bị đóng ứng dụng đột ngột. Và lỗi trên thông báo thì là lỗi huyền thoại rồi. Cái lỗi thứ ba đó là khi mà chúng ta chơi liên quân mà chúng ta thao tác vẩy quá nhanh thì nó sẽ xảy ra một tình trạng delay chiêu nhẹ. Có thể là do cái tần số chạm của nó không được cao, nên là khi mà chúng ta di chuyển trong game ấy, lướt mà nhanh, lướt nhanh nha, cái cảm ứng là theo không kịp, thì có thể là khi mà chơi liên quân thì nó sẽ bị delay chiêu nhẹ. Đó, còn PUBG thì mình không gặp. Thì đó là những cái lỗi cơ bản mà mình gặp trên con Poco M5 thôi. Còn lại thì thực sự trong tầm giá 3 củ khoai thì anh em đòi hỏi cái gì nữa, quá ngon rồi. Và những cái lỗi đấy thì có thể là bỏ qua được, có thể du di được. Ok, Đạt Nguyễn thì có hỏi mình là tầm 4 triệu thì có con máy nào cấu hình cao, pin trâu, sạc nhanh chính hãng không ạ? Mình vừa làm video xong, và video đấy có thể là đăng vào ngày mai hoặc là ngày hôm nay. Đó là con, phải nói rồi các bạn, là Tecnopova 4 Pro. Con Tecnopova 4 Pro trong tầm giá khoảng tầm 4 củ khoai, vô đối luôn, thật sự nhá. Cấu hình cao này, pin trâu 6000 này, sạc nhanh 45W, từng đấy thôi là đã không có đối thủ rồi. Và thậm chí con Note 12 sắp tới chưa chắc đã ngon bằng con Tecnopova 4 Pro đâu. Nên là tầm 4 củ mình nghĩ rằng là con Tecnopova 4 Pro đã đủ tốt rồi, thực sự luôn. Màn đẹp nè, tần số quét cao này, pin 6000 này, sạc nhanh 45W này, cấu hình Helio G99 rất là ngon nhá. Ok, bạn Jojo Duck thì có hỏi mình làm cách nào để máy không bị đầy dung lượng vậy anh? Cái này thì phải là tùy theo cái nhu cầu sử dụng của bạn. Thứ nhất nhá, bạn cần phải học, nếu như mà dung lượng của bạn thấp ấy
thì bạn cần phải học cách tiết kiệm. Tiết kiệm là như thế nào? Là tiết kiệm là chúng ta chỉ tải những cái app chúng ta cần và chỉ dùng, hoặc là chỉ lưu những thứ mà chúng ta cần thôi, tránh những cái file zip, tránh những cái file APK nặng. Ví dụ như các bạn thường tải những cái file APK bên ngoài vào máy để cài đúng không? Cài xong anh em thường để đấy, nhưng mà với những file đấy chúng ta nên xóa đi. Đó, cài xong rồi xóa đi. Tại vì ở trên Android thì chúng ta sẽ có những tính năng là xóa bộ nhớ, nên là chúng chẳng cần phải cài lại đâu. Nếu mà lâu lâu bị đầy bộ nhớ thì chúng ta chỉ xóa cái bộ nhớ ứng dụng thôi là được rồi. Rồi nhá. Tiếp theo nữa là chúng ta hạn chế những cái ứng dụng mà chúng ta không dùng đến, những ứng dụng mà kiểu một năm chúng ta dùng có vài lần thì chúng ta xóa luôn đi để tiết kiệm dung lượng. Và trong những tựa game ấy, chúng ta chỉ tải những cái phần data game cần thiết thôi, ví dụ như Liên Quân, những cái map, những chế độ chúng ta chẳng bao giờ dùng đến thì cũng khỏi cần tải đó. Và những tựa game như là PUBG chẳng hạn, chúng ta có những cái map, chúng ta có những chế độ mà không bao giờ dùng đến chúng ta cũng đừng có tải đó. Rồi ngoài ra thì về cái phần dung lượng thì chúng ta tránh những ảnh rác. Chúng ta thường xuyên tạo một cái thói quen là lên cái album ảnh chúng ta lọc những tấm ảnh mà bị nhòe, bị gọi là không dùng đến đi, xóa luôn đó, thì như vậy là nó sẽ tối hóa được một phần dung lượng. Và hãy xem là cái ứng dụng nào nó chứa nhiều cái dung lượng data nhất. Ví dụ như Facebook đúng không, Facebook sau một thời gian sử dụng ấy, thì nó có thể lên đến cả ghi, thì như vậy chúng ta có thể là xóa luôn cái bộ nhớ ứng dụng nó, sau đó chúng ta đăng nhập lại là xong đó. Thì như vậy nó sẽ giúp các bạn có thể tiết kiệm dung lượng. Và mình còn một cách gọi là hiệu quả hơn nữa, đó là sao nhỉ, chúng ta sẽ bán điện thoại đi, mua một con máy khác dung lượng bộ nhớ trong cao hơn, 128, 256, 512 chẳng hạn. Bạn Slim thì có hỏi mình là tầm 6 triệu nên chọn máy nào, nhu cầu là chơi game Liên Quân, ưu tiên sạc nhanh và hiệu năng, chúc bạn sức khỏe. Với câu hỏi của bạn ấy, hiện tại tầm trên 6 triệu nha, thì nên mua con Poco X5 Pro. Con đấy thì vừa có Snapdragon 778G này, vừa có màn đẹp này, vừa có hiệu năng tốt này, vừa có sạc nhanh pin trâu này, chơi game ngon này, loa kép này, gần như tất cả mọi thứ đều có. Thì tầm trên 6 triệu con đấy là ngon nhất rồi. Nhưng mà mình khuyên bạn là từ từ khoan mua, đợi con Redmi Note 12 về Việt Nam đi. Con đấy chỉ còn vài hôm nữa là về Việt Nam rồi, nên anh em chờ đợi giúp mình một chút, con đấy nó sẽ là ok nhất. Con đấy khi nào nó về Việt Nam chúng ta kiểm tra qua cấu hình thấy ok không, giá bao nhiêu, rồi chúng ta mới tính tiếp là nên mua máy gì. Tại vì bây giờ mà mua con Poco X5 Pro mà ra ít hôm nó ra con Redmi Note 12 Pro Plus cấu hình cao rồi sạc nhanh, các thứ mà giá của nó chả chênh bao nhiêu, thì thôi lúc đấy mua Redmi Note 12 Pro hoặc Pro Plus nhá. Câu hỏi này đến từ bạn có tên là ND. Thì đây là cấu hình mà bạn ấy nói, main này H81 này, CPU G3220 này, RAM 8 rồi SSD 128GB. Con này dùng lướt web xem YouTube ổn không? Không nha. Con Pentium G3220 và main H81 mình thấy rằng nó gần như là ra mắt quá lâu rồi. Con này hình như ra mắt 2013-14 gì đấy. Và mình thấy rằng là với những con chip Pentium, nếu như mà gọi là để sao nhỉ, để lướt web thôi, mình đợi những cái đời cao hơn đời sau này nhá, để lướt web thôi mình đã thấy lất lác rồi. Tại vì cái nhân CPU của nó rất là yếu, và cũng như là cái phần gọi là cái GPU theo con CPU này, GPU onboard ấy, nó cũng rất là yếu luôn, gần như là chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bạn nếu mà lướt web ấy, chỉ lướt được 1-2 tab, nếu mà nhiều tab 3-4-5 tab đúng không, nó đơ, nó lag thật sự luôn. Mình đã từng thử trên một con CPU đời mới hơn nha, đó, xem dòng Pentium đời mới hơn đó, nhưng mà nó vẫn lag. Thì thực sự mình thấy rằng đời cũ như kiểu là con G3220 này thì nó quá lag luôn. Nói chung là với cái gọi là máy bộ như thế này thì mình nghĩ rằng nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 triệu đó. Nó CPU khoảng tầm 200 mấy ngàn, cái main khoảng tầm 300 mấy 400 ngàn, cái RAM thì khoảng tầm là 400-500 ngàn, và SSD nó thì nó sẽ rơi khoảng tầm 2 triệu. Mình nghĩ là bạn nên đầu tư thêm một chút nữa, lên khoảng tầm 4 triệu, 5 triệu gì đấy. Tắt tầm lên 4 triệu đi, bạn phải có các đồ họa rồi, thì lúc đấy xử lý cái phần đồ họa và chơi game các kiểu nó mới ngon. Chứ còn con như thế này thì lướt web nó đã lag rồi, chứ đừng nói là làm những tác vụ khác. Thực sự mình khuyên các bạn. Ok, anh Tuấn Dương thì có hỏi mình là em học sinh ít tiền muốn mua máy mới, Poco M5S chơi game nhẹ như Genshin Impact và PUBG tác vụ bình thường ổn không ạ? Với câu hỏi của bạn ấy, học sinh ít tiền thì đừng mua Poco M5S. Học sinh ít tiền thì bạn nên mua, thứ nhất là hai con. Nên mua con Poco M4 Pro 4G. Đó, thứ hai là nên mua con Tecno Pova 4 Pro. Đó, thì hai con đấy là ok nhất. Vì sao ạ? Vì con M5S ấy, giá của nó bây giờ tầm 4 triệu rồi. 4 triệu mà phiên bản thấp của nó là phiên bản 64 nha, quá thấp. Đó, trong khi nhá, con Poco M4 Pro 4G ấy, nó nâng cấp nhiều hơn, mà nó lại là phiên bản 6128. Còn con Pova 4 Pro ấy, nó nâng cấp còn nhiều hơn nữa, mà giá của nó cũng chỉ khoảng tầm 4 triệu thôi. Đó, thì thực sự mình thấy là nó sẽ ngon hơn hẳn so với con Poco M5S. Còn nếu Poco M5S thì mình lại mua con Redmi Note 10S, giá của nó tầm 3 triệu 3, 3 triệu 4, mà option của nó thấp nhất là 6128 nha. Đó, và tất cả mọi thứ gần như tương đương. Thế nên là một con Poco M5S này thì mình thấy rằng là nó cấu hình cũng ổn đấy, nhưng mà thực sự là chưa
chưa ngon cho lắm, chưa thơm cho lắm. Đó là tất cả những câu hỏi có trong số hỏi thì đáp lấy lần này của mình. Các bạn nghĩ sao về những câu trả lời sai chỗ nào, chưa đúng chỗ nào, anh em đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye.